Giờ học giáo lý do Linh Mục Peter Lê Thanh Quang hướng dẫn. Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người thương thăm viếng hồn con, ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trao rồi cho đáng ngôi thánh đường. Nguyện xin Chúa ngôi ba đoái nghe lời con thiết tha, tình thương mến ấp u con ngày đêm, nhuần thầm xác hồn tràn lan ơn thiêng. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Lạy Chúa là Cha yêu thương của chúng con tụ họp nhau để học hỏi ý muốn của Chúa qua những bài giáo lý, để chúng con hiểu Chúa đã tạo dựng chúng con để làm gì và chúng con sống cho mục đích gì. Xin cho chúng con hiểu được thánh ý của Chúa để chúng con thực hành đúng ý muốn của Chúa, làm vinh danh Chúa và chính chúng con được bình an và hạnh phúc. Chúng con cầu xin Cha nhân danh Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Rồi hôm qua chúng ta ôn lại chút xíu, là hôm qua chúng ta đã học tại sao con người phải đau khổ và phải chết, là bởi vì con người phạm tội, là cắt đứt cái sự liên hệ với nguồn sự sống là Chúa, cho nên con người đau khổ. Nhưng Thiên Chúa không có bỏ mặc con người trong đau khổ, mà Ngài hứa ban đấng cứu thế đến, là chính Chúa Giêsu đã đến với nhân loại, và Chúa đã chọn nguyên một dân tộc Israel để chờ đợi đấng cứu thế đến. Và khi Chúa Giêsu đến thì Ngài đã chọn một người mẹ, người cha nuôi là mẹ Maria và thánh Giuse, để sinh ra như là mọi người trong các gia đình bình thường. Như vậy, đối với người Do Thái lúc đó là họ biết Chúa Giêsu là một người làm thợ mộc, là con của mẹ Maria và thánh Giuse. Vậy Chúa Giêsu có phải là Thiên Chúa hay không? Bình thường là Chúa Giêsu đã đến ở nước Israel là 33 năm đó, 30 năm ở Nazareth và 3 năm cuối đời là Ngài đi loan báo tin mừng của Chúa và thành lập hội thánh. Hôm nay chúng ta học Chúa Giêsu có phải là Thiên Chúa không? Hay là chỉ là một cái đấng có quyền năng, mà nếu như vậy thì những gì chúng ta tin về Ngài đó, nó chỉ mang cái giá trị là một cái người đặc biệt thôi, chứ không phải là Thiên Chúa, thì đức tin của mình nó vô ích. Vì vậy mà chúng ta phải biết rõ ràng Chúa Giêsu có phải là Thiên Chúa thực sự hay không, và cái gì để biết Ngài thực sự là Thiên Chúa. Chúng ta lấy Phúc Âm Thánh Marco chương 14 câu 61. Marco chương 14 về việc xử án Chúa Giêsu. Chúng ta lấy trang 175, cuốn sách Tân Ước là 175, còn cuốn sách lớn là 1600. Cô chương 14 câu 61. Chúng ta học rồi chúng ta tập lật Kinh Thánh cho nó quen, để khi người ta nói cái sách mắt cái chứng, chứ đừng có nói về kiểu mà đoán mò. Trang 1721 là cuốn sách Cựu Tân Ước á, sách lớn. Câu 60 là: bấy giờ vị thượng tế đứng lên giữa hội đồng hỏi Đức Giêsu. Ông không nói lại được một lời sao, mấy người này tố cáo ông gì đó, nhưng Đức Giêsu vẫn làm thinh.
không đáp một tiếng, vì thượng tế lại hỏi người: "Ông có phải là Đấng Kitô, con của Đấng đáng chúc tụng không?" Đức Giêsu trả lời: "Phải, chính thế. Rồi các ông sẽ thấy Con Người ngự bên hữu Đấng toàn năng và ngự giá mây trời mà đến." Vị thượng tế liền xé áo mình ra và nói: "Chúng ta cần gì nhân chứng nữa? Quý vị vừa nghe hắn nói phạm đến Thiên Chúa. Quý vị nghĩ sao? Tất cả đều kết án người đáng chết." Đó là cái tòa án Sanhedrin, là tòa án tối cao của Do Thái giáo. Tòa án tối cao đó thì thường họ có 12 chi tộc, rồi mỗi chi tộc 6 người, thì thường là 72 người, nhưng mà họ nói chung là 70 người. 70 người, và Thượng Tế năm đó đã nhân danh Chúa để nói với Chúa Giêsu, hỏi Chúa Giêsu phải nói sự thật, Ngài có phải là con Thiên Chúa không? Và Ngài đã xác nhận Ngài là con Thiên Chúa. Và nếu Ngài xác nhận như vậy trước tòa án là họ kết án Ngài, tại vì họ không có tin Chúa Giêsu là con Thiên Chúa. Họ chỉ nghĩ Chúa Giêsu là một bác thợ mộc thôi, mà bây giờ tự xưng là con Thiên Chúa, cho nên Ngài vẫn nói sự thật dù có bị kết án. Ngài biết là sẽ bị kết án, nhưng mà Ngài vẫn nói sự thật Ngài là con Thiên Chúa. Đó là chính lời Chúa Giêsu nói và trả lời trước tòa án tối cao của Do Thái giáo. Và cái gì ở trên trần gian này để biết là Chúa Giêsu thật sự là con Thiên Chúa? Chúng ta lấy sách giáo lý trang 47 á. Cuốn này trang 47. Ở câu 3 đó. Thì thứ nhất là trước cái lời thề của trước hội đồng Sanhedrin, và chính Chúa Giêsu cũng nói ta và Chúa Cha là một ở trong Gioan chương 10 câu 30. Ngài là một với Chúa Cha. Ngài cũng nói nhiều lần là Ngài là con Thiên Chúa. Và Chúa Giêsu thực sự là ngôi hai của Thiên Chúa. Và Ngài có quyền bình đẳng với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. Và chúng ta sẽ đọc cái phần cuối của Phúc Âm Thánh Matthew chương 28 câu 19 á, là sai các môn đệ đi rao giảng tin mừng, rồi rửa tội cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Thì Ngài chính là ngôi vị Chúa Con đó, là ngôi vị cùng với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. Thì ở trần gian, trước hết á, là chúng ta quan sát những phép lạ của Chúa Giêsu làm. Thì những phép lạ Chúa Giêsu làm chứng tỏ Ngài phải là Thiên Chúa, Ngài mới làm được những phép lạ đó. Phép lạ là một cái gì nó vượt lên trên cái luật bình thường. Tất cả mọi luật của khoa học kỹ thuật là do Chúa sáng tạo ra, là con người tìm kiếm những cái luật của khoa học để áp dụng vào đời sống. Ví dụ như nước là hai khí hydro với oxy là nó ra H2O là nước. Thì mình khám phá ra nước vẫn mình xài, nhưng mà tới khi mà thế kỷ 18 người ta mới khám phá ra trong nước nó có hai nguyên tố trong đó, oxy và hydro. Rồi họ mới cân đo đong đếm thì họ mới biết được là nước, để mà lên ở những hành tinh khác người ta cũng cố gắng để tạo ra nước, nhưng mà không phải tạo ra nước dễ dàng đâu. Ở đây thì nước 2/3 trái đất là nước, trong người mình 2/3 là nước, nhưng mà tạo ra nước không phải dễ đâu. Đó là cái thứ nhất mình biết. Thì phép lạ là cái gì nó vượt lên cái luật tự nhiên thì mới gọi là phép lạ. Và khoa học cũng không thể nào giải thích bằng phương pháp khoa học được. Ví dụ như Lazaro chết chôn 4 ngày rồi, bắt đầu có mùi rồi. Nhưng mà chỉ cần một lời của Chúa Giêsu nói thôi, Lazaro hãy trỗi dậy, thì Lazaro đứng dậy ra khỏi mồ. Điều đó bây giờ 1 tỷ năm nữa, các khoa học gia cũng chẳng bao giờ mà chứng minh được về khoa học làm sao một tiếng gọi người chết chôn 4 ngày rồi có thể sống lại được. Bà Marie cũng như là Marta, hai chị em nói với Chúa là đã 4 ngày rồi, có mùi rồi, không có thể nào mở cửa mồ ra được nữa. Nhưng mà Chúa nói cứ mở ra đi. Và mở cửa mồ ra, Chúa gọi Lazaro. Lazaro từ trong mồ bước ra. Vì chôn 4 ngày rồi, không có thể nào mà khoa học có thể giải thích những phép lạ ra được. Mà Chúa Giêsu đã từng làm phép lạ cho Lazaro chết chôn 4 ngày sống lại. Con trai bà quá thành Na-im đang khiêng đi chôn, Chúa chỉ cần gọi thôi, thanh niên trỗi dậy. Hay là con gái ông Gia-rô đã chết rồi, người ta đã thổi kèn đám ma rồi, nhưng mà Chúa vào, Chúa gọi em bé trỗi dậy. Thì điều đó khoa học không thể nào giải thích được. Hoặc là
đi trên mặt nước thì dĩ nhiên là chỉ có Thiên Chúa mới có quyền trên định luật của khoa học thì mới có thể đi trên mặt nước được. Còn con người theo định luật tự nhiên có trọng lực thì sức hút của trái đất nó hút xuống và tỷ trọng của nước nó chỉ có một thôi. Mình thì nặng hơn, nó bắt buộc phải chìm thôi, không cách nào mà đi trên mặt nước được hết. Đó là định luật của khoa học rồi. Vì vậy Chúa phải vượt lên trên định luật của khoa học. Vì người nào tạo ra định luật đó thì mới có quyền trên những định luật đó. Cho nên khoa học trong tương lai cũng chẳng có bao giờ giải thích được những phép lạ Chúa Jesus làm. Thì qua những phép lạ Chúa Jesus làm, chứng tỏ Ngài dùng quyền năng của Thiên Chúa, mà nếu không có Chúa thì không thể nào mà làm những phép lạ đó. Cho nên chứng tỏ Chúa Jesus phải là Thiên Chúa. Cái thứ hai là Thiên Chúa, Ngài tạo ra cả vũ trụ này thì Ngài cũng đâu có làm phép lạ để lừa dối ai đâu. Ngài muốn cho chúng ta biết là Ngài là con Thiên Chúa đã đến trần gian. Cho nên tin vào một vị thầy có thế giá là Thiên Chúa đến trần gian thì có giá trị hơn. Còn nếu chúng ta tin một cái người nào đó họ không có hiểu biết gì hết thì cái niềm tin của mình nó sai lạc. Ví dụ như về thuốc men thì phải hỏi bác sĩ. Chứ bây giờ tự nhiên cái ra chợ cái người buôn bán bình thường mà hỏi họ thuốc này trị bệnh gì làm sao họ trả lời chính xác được. Mà họ có trả lời đi nữa chúng ta cũng đâu có dám tin. Cái người có thế giá về thuốc men thì họ mới có thẩm quyền để trả lời. Chứ mình đi hỏi một người mà sửa xe chứ không phải là cái người thầy thuốc mà mình hỏi không đúng chỗ thì họ có trả lời thì chúng ta cũng không tin được. Ở đây Chúa Giêsu là Thiên Chúa thì cái lời nói của Ngài nó mới cái giá trị của một Thiên Chúa được. Và Chúa Giêsu cũng nói trong Gioan chương 5 câu 36, mình phải tin vào những công việc của Chúa Giêsu làm. Nếu mà mình không tin vào Chúa Giêsu là Thiên Chúa thì cũng nhìn vào công việc của Ngài làm chứng tỏ đó là cái lời chứng từ Chúa Cha đã ban xuống để cho Ngài làm những phép lạ đó thì chúng ta phải tin. Gioan chương 5 câu 36, sách nhỏ là trang 305. Nhưng phần tôi có lời chứng lớn hơn lời chứng của ông Gioan, đó là những việc Chúa Cha đã giao cho tôi để tôi hoàn thành. Chính những việc tôi làm đó làm chứng cho tôi rằng Chúa Cha đã sai tôi. Thì điều đó chứng tỏ Ngài phải là Thiên Chúa, Ngài mới có quyền và Chúa Cha đã sai Ngài thì Ngài mới có thể làm những phép lạ đó. Thì Chúa Giêsu đã làm những phép lạ nào? Chúng ta đọc ở trong Tân Ước thì chúng ta biết là Chúa Giêsu làm cho 6 người mù được chữa lành, ngay cả 11 người phong cùi được chữa lành, 2 người bị bắt tội, rồi người câm điếc, Chúa cho 3 người chết sống lại. Và Chúa xui đuổi ma quỷ, biến nước thành rượu, đó là phép lạ đầu tiên tại tiệc cưới Cana. Chúng ta đọc trong Gioan chương 2 thì chúng ta biết cái điều đó. Rồi một lời truyền của Ngài thôi là sóng gió phải im lặng và Ngài có thể đi trên mặt nước. 2 lần Chúa hóa bánh ra nhiều, mà chỉ cần vài chiếc bánh và 2 con cá thôi thì Chúa đã nuôi 5.000 người ăn no, chưa kể đàn bà con nít. Mà Chúa chỉ cần một lời nói thôi là mọi việc để vâng lệnh của Ngài. Và những cái dấu lạ Chúa Giêsu làm trước mắt các môn đệ thì không thể ghi hết trong sách được. Nhưng mà những điều được ghi xuống là để chúng ta biết rằng Chúa Giêsu là Đức Kitô, là con của Thiên Chúa. Và nhờ tin mà chúng ta có sự sống nhân danh Ngài. Trong Gioan chương 20 câu 30 đến câu 31 là ở trong câu cuối cùng của chương 20 phúc âm Thánh Gioan. Thánh Gioan đã ghi những cái gì cần thiết để cho chúng ta biết được là chính Chúa Giêsu là Thiên Chúa chứ không phải là người thường. Cái điều quan trọng là nằm ở đó. Và cái phép lạ lớn nhất, chúng ta nhớ phép lạ lớn nhất là phép lạ gì? Phép lạ phục sinh. Sống có thể làm đủ chuyện, nhưng mà chết rồi mà có thể sống lại đó là điều mà không ai có thể làm được ngoài một mình Chúa Giêsu. Cho nên phép lạ đó là phép lạ lớn nhất mà Chúa Giêsu đã làm cho chúng ta và chứng tỏ Ngài là Thiên Chúa. Và Ngài cũng báo trước, không phải là một lần, ít nhất là 3 lần trở lên Chúa đã báo trước là ngày thứ 3 Ngài sẽ sống lại, dù là Ngài bị giết chết nhưng mà cuối cùng Ngài cũng sẽ sống lại.
Ngày thứ ba Ngài sống lại, và Ngài sống lại, Ngài còn ở lại thế gian 40 đêm ngày, dạy dỗ các tông đồ, để xác nhận cho các tông đồ biết và tin vào Ngài. Các tông đồ sẽ làm chứng về Chúa Giêsu phục sinh. Ngoài những phép lạ Chúa Giêsu làm còn cái gì khác nữa? Ngoài phép lạ Chúa Giêsu làm còn có cái đời sống thánh thiện của Chúa Giêsu. Và bằng sự hoàn thiện này nè, những lời dạy của Chúa Giêsu thì vượt lên trên tất cả lời dạy của những người khác. Ví dụ như chúng ta lấy sách Phúc Âm Thánh Matthew chương 5 chẳng hạn. Lời dạy của Chúa Giêsu vượt lên trên tất cả những cái lời dạy của người khác, ngay cả trong Cựu Ước. Chúng ta lấy Matthew chương 5 trang 35 đó. Sách Kinh Thánh Cựu Tân Ước cái cuốn dài là từ trang 1606. Cuốn nhỏ này thì trang 35. Thì Chúa Giêsu giảng về tám mối phúc thật. Tám mối phúc thật của Chúa đưa chúng ta lên một cái điểm cao hơn mà trần gian và tất cả những tôn giáo cũng như những thầy dạy ở trần gian dừng lại ở cái vấn đề mà công bằng hay là cái nhìn theo lối trần gian thôi. Còn ở đây chương 5, chương 6, chương 7 là ba chương mà Phúc Âm Thánh Matthew chúng ta gọi là bài giảng trên núi, tức là đưa chúng ta lên cái hiến chương nước trời ở cái vị trí cao hơn. Trong khi đó những người khác thì nói về sự giàu sang hay tiền bạc vật chất trần gian, thì Chúa Giêsu dạy là phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó vì nước trời là của họ. Nghèo khó là chúng ta không phải là chúng ta không dùng của cải vật chất. Tất cả của cải vật chất trần gian là của Chúa sáng tạo ra và giao cho con người quản lý để phục vụ sự sống con người, và con người phải tôn thờ Chúa. Cho nên chúng ta không lấy vật chất tiền bạc của trần gian làm trung tâm cuộc sống của mình. Nó chỉ là phương tiện thôi, chứ không phải là cùng đích. Cho nên chúng ta sống một đời sống đơn giản và lấy Chúa làm trung tâm, lấy Chúa là nguồn hạnh phúc, chứ không phải là tiền bạc. Mặc dù chúng ta vẫn sử dụng tiền bạc vật chất trần gian, vì Chúa tạo dựng để phục vụ cho sự sống con người, nhưng nó không phải là cùng đích của mình. Cùng đích của mình là chính Chúa. Rồi một loạt Ngài nói về tám mối phúc thật để chúng ta sống ở giữa trần gian, nhưng mà chúng ta không có tranh chấp với nhau hơn thua theo kiểu của trần gian. Biết xót thương người, biết chấp nhận hy sinh để xây dựng hòa bình trên thế giới, và ngay cả chịu bắt hại vì tin vào Chúa Giêsu, phải hy sinh, phải chịu bắt hại, từ bỏ ý riêng của mình mà ngay cả bắt bớ mình cũng tin vào Chúa. Rồi ở trang 37 cũng chương 5 đó, từ câu 21 thì chúng ta thấy một loạt Chúa Giêsu nói là người xưa dạy rằng, và ngày nay thì Chúa dạy làm sao? Chúa dạy một điều cao hơn. Là anh em đã nghe luật dạy người xưa rằng chớ giết người. Ai giết người thì đáng bị đưa ra tòa. Còn thầy, thầy bảo cho anh em biết. Những cái đoạn này Chúa đều so sánh hai điều để Chúa đưa mình lên cao hơn. Ai giận anh em mình thì đáng bị đưa ra tòa. Ai mắng anh em là đồ ngốc thì đáng bị đưa ra trước thượng hội đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo thì đáng bị lửa hỏa ngục thiêu đốt. Vậy nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ đi làm hòa với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình. Anh hãy mau mau dàn xếp với đối phương khi còn đang trên đường đi tới với người ấy, tới cửa công, kẻo người ấy nộp anh cho quan tòa. Quan tòa là giao anh cho thuộc hạ, và anh sẽ bị tống ngục. Thầy bảo thật cho anh biết, anh sẽ không ra khỏi đó trước khi trả hết đồng xu cuối cùng. Ở đây không phải chỉ có giết người mới bị án phạt thôi, mà ngay chửi rủa giận hờn anh em mình cũng bị đưa ra tòa. Vì Thiên Chúa là cha, mọi người là anh chị em, con cùng người cha chung trên trời. Cho nên khi chúng ta xung đột với nhau, là chúng ta làm mất lòng cha của chúng ta ở trên trời. Có người cha, người mẹ nào nhìn xuống thấy con cái nó xâu xé với nhau, nó đâm chém nhau, mà người cha, người mẹ vui đâu. Ngày mừng thượng thọ của người cha hay người mẹ, mà chúng nó đánh nhau, đâm chém nhau, rồi đem của lễ đến, thì làm sao mà người cha, người mẹ vui lòng được. Đem của lễ dù có bạc tỷ đô la, người cha, người mẹ cũng đâu có hài lòng được. Nếu mà anh em nó thương nhau, thì người cha, người mẹ vui hơn nhiều.
cho nên Chúa bảo để của lễ đó trước bàn thờ đi làm hòa đã, rồi trở lại dân của lễ. Cho nên Chúa coi cái tình yêu với Chúa và với nhau là quan trọng hơn của lễ. Của lễ chúng ta dâng cho Chúa đó, nó chỉ là một phần thôi. Tất cả của lễ mình đem dâng cho Chúa là gì? Chúng ta có thể dâng tiền bạc, đồ ăn, thức uống hoặc là vật chất, thì tất cả đều là của Chúa tạo ra mà. Mình đâu có làm ra được cái vũ trụ này đâu, mình đâu có làm ra kim cương hột xoàn vàng bạc đâu, tất cả là do Chúa tạo ra hết. Rồi chúng ta đem chúng ta dâng lại cho Chúa, mà trong khi cái lòng của mình không có đầu phục Chúa, không có yêu mến Chúa và không yêu thương nhau, thì của lễ đó là vô nghĩa trước mặt Chúa. Cho nên Chúa cần cái tấm lòng, cái tình yêu với Chúa và với anh chị em của mình. Sực nhớ con người đang có chuyện bất bình với anh, thì để của lễ đó đi về làm hòa trước đã, rồi trở lại dân của lễ sau. Dân lễ vật thì cũng là điều tốt, nhưng mà nếu chưa làm hòa thì chưa có yêu thương nhau được, chưa có làm hòa, còn xung đột với nhau, thì đi về làm hòa trước đã. Đó là cái điều quan trọng. Rồi tới những cái phần sau, chẳng hạn như câu 27, Chúa nói là luật ngày xưa dạy rằng chớ ngoại tình, còn thầy bảo anh em biết, ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi. Đó là Chúa muốn triệt tiêu cái nguồn gốc của tội lỗi là tư tưởng hướng dẫn hành động. Mình không để và không nuôi dưỡng những tư tưởng sai, tư tưởng ước muốn của cả người ta, ước muốn vợ chồng người ta, hoặc là những tư tưởng thù hận, ghen tương, đố kỵ là mình phải chặn đứng ngay từ đầu. Ngay từ trong trứng nước, nó vừa lế dạng lên trên tâm trí của mình là mình biết không phải của Chúa là phải loại trừ, chứ không có tiếp tục suy nghĩ trong những cái tư tưởng đó. Rồi chúng ta cũng nghe ở trong câu 43, hãy yêu kẻ thù. Không có tôn giáo nào trên thế giới này dạy yêu kẻ thù hết, nhất là vùng Trung Đông. Vùng Trung Đông là họ chỉ yêu cái dân tộc của họ thôi, cái gia tộc của họ thôi. Còn những ai mà chống lại cái gia tộc họ hay nước họ là họ triệt tiêu tối đa đó. Tại vì họ phải đấu tranh để họ sống còn ở trên cái vùng đất của họ, nhất là vùng Trung Đông. Vì vậy mà Chúa Giê-xu đến với cái nhìn mọi người là con của Cha chung trên trời. Cho nên Chúa Giê-xu mời gọi chúng ta hãy có cái nhìn cao hơn mọi người là anh chị em của mình, ngay cả những người bất đồng chính kiến với mình. Có thể là cái suy nghĩ của họ khác với mình, nhưng họ vẫn là con cái của Cha trên trời. Một khi chúng ta sâu xé với nhau, chúng ta giận hờn và muốn giết chết họ, hoặc là trả thù bằng cách nói hành, nói xấu nhau, tất cả điều đó đều là mất lòng Cha của chúng ta trên trời hết. Vì vậy mà Chúa bảo phải yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, đấng ngự trên trời. Vì người cho mặt trời của người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi, ngay cả những người thu thế cũng chẳng làm như thế sao? Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu, ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao? Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là đấng hoàn thiện. Nên chúng ta cần có một cái nhìn cao hơn, xa hơn, cái nhìn của toàn thể thế giới này là anh chị em con trong đại gia đình của Thiên Chúa là Cha, chứ không phải là những người xa lạ, thì mình mới có những công việc yêu thương, hòa thuận và cầu nguyện cho những người bất đồng chính kiến với mình. Ngay cả những người làm buồn lòng mình cũng sẵn sàng tha thứ. Thì tâm hồn của mình nó rất là bình an, mình không có giận, có hờn ai hết. Thì mình rất là bình an, mình giận, mình hờn là mình ăn không ngon, mình ngủ không yên. Người kia đâu có biết gì đâu, chính mình là người khổ. Vì vậy mà chúng ta ý thức là Chúa dạy những điều cao hơn. Cho nên những lời dạy của Chúa Giê-xu vượt lên trên tất cả lời dạy của mọi người ở trên trần gian. Đời sống thánh thiện của Ngài, đến độ mà những người mà xử án Chúa, đánh đập Chúa, đóng đinh Chúa trên thập giá, Chúa vẫn cầu nguyện cho họ trước tiên ở trên thập giá, lạy Cha xin tha cho họ. Chúa cầu nguyện với Chúa Cha tha cho những người đó, chứ Chúa không có giận hờn trong lòng, hay chửi bới họ, nhưng mà Chúa yêu thương họ và yêu thương cho tới cùng.
Và tất cả những gì ở trong Cựu Ước đó, 46 cuốn sách ở trong Cựu Ước đó, đều nói về Chúa Giê-xu. Nói về Chúa Giê-xu sẽ đến, Chúa Cha giới thiệu Chúa Giê-xu sẽ đến, và Chúa Cha giới thiệu Chúa Giê-xu qua một nhân loại, chứ không phải là chỉ một vài người, nguyên một cái dân tộc, để qua cái dân tộc đó, Chúa nói cho mọi người biết về Đấng Cứu Thế sẽ đến, và Đấng Cứu Thế sẽ phải chịu đau khổ, như tiên tri Giê-a có 4 bài ca về người tôi tớ đau khổ. Chúa Giê-xu sẽ chịu tử nạn mới đến phục sinh vinh quang. Tất cả Cựu Ước đều loan báo trước. Cho nên tất cả lời tiên tri trong Cựu Ước đó đều nói về Chúa Giê-xu, và Chúa Giê-xu đã hoàn thành tất cả những điều đó. Nếu chúng ta đọc ở trong Phúc Âm Thánh Mát-thêu đó, thì Mát-thêu hay trưng dẫn lắm. Hay trưng dẫn là Cựu Ước nói cái gì, và Ngài đã thực hiện đúng như ở trong Cựu Ước nói. Vì Phúc Âm Thánh Mát-thêu là viết cho những người Do Thái, mà người Do Thái thì biết về Cựu Ước. Cho nên Thánh Mát-thêu luôn luôn là trưng dẫn. Ví dụ như trong trang 30, Mát-thêu chương 2, câu 17, là khi mà vua Hê-rô-đê giết các hài nhi vì đi lùng giết những đứa trẻ sinh ra tại Bê-lem dưới 2 tuổi, thì cũng lùng giết tất cả những đứa trẻ khác, là thà giết lầm hơn là bỏ sót. Cho nên Hê-rô-đê sợ rằng có một vị vua mới sinh. Và lúc đó thì Chúa Giê-xu và Thánh Giô-sê Đức Mẹ được thiên thần báo đã trốn sang Ai Cập. Ở lại thì Hê-rô-đê đã giết những em bé ở vùng Bê-lem. Thì Thánh Mát-thêu trưng dẫn lời tiên tri Giê-rê-mi-a. Thế là ứng nghiệm lời ngôn sứ Giê-rê-mi-a ở Ra-ma, vẫn nghe tiếng khóc than rên rỉ, tiếng bà Ra-khen khóc thương con mình, và không chịu để cho người ta an ủi, vì chúng không còn nữa. Là những cái lời ở trong Cựu Ước là Chúa Giê-xu đều thực hiện, những lời tiên tri Chúa Giê-xu đều thực hiện. Cho nên Cựu Ước mà không có Chúa Giê-xu đến thực hiện tất cả lời trong Cựu Ước, thì Cựu Ước trở nên vô nghĩa. Tại vì loan báo về Đấng Cứu Thế sẽ đến, mà chờ mãi Đấng Cứu Thế không đến, thì mục đích của Cựu Ước là để làm gì? Vì vậy mà những người Do Thái họ chờ đợi Đấng Cứu Thế đến, mà họ không nhận Chúa Giê-xu là Đấng Cứu Thế. Vì vậy mà 2000 năm họ vẫn cứ tiếp tục chờ đợi trong vô vọng, và chẳng có bao giờ Đấng Cứu Thế đến nữa, chờ tới ngày tận thế thôi. Thì Đấng Cứu Thế đã đến rồi mà họ không nhận, thì đó là quyền tự do của họ. Rồi cái gì nữa ngoài phép lạ nè, lời dạy của Chúa Giê-xu nè, những điều tiên tri mà trong Cựu Ước Chúa đều thực hiện. Rồi thứ tư là chính Chúa Giê-xu nói về những việc tương lai, những lời tiên tri về tương lai. Mà với cái nhìn và quyền năng của Chúa thì Chúa mới thấy trước những cái biến cố tương lai được. Còn nếu không thì quyền năng của con người không thể nào thấy trước được như vậy. Mấy ông thầy bói thì ông thường là nói những chuyện quá khứ, rồi một vài cái tương lai gần gần thôi. Còn tương lai xa mấy chục năm là mấy ông không có biết đâu. Cho nên chúng ta biết là Chúa Giê-xu biết trước những cái việc nó sắp xảy đến. Thì một số lời tiên tri mà Chúa Giê-xu đã làm, đã nói, chẳng hạn như Ngài nói về cuộc đau khổ, cái chết và sự phục sinh của Ngài. Chúa Giê-xu nói về việc Phi-rô chối Chúa, việc phản bội của Giu-đa. Chúa đều nói trước hết, rồi nói về việc Chúa Thần sẽ đến, rồi cả những việc môn đệ của Chúa sẽ bị bắt bớ, Chúa đều thấy trước những điều đó, và Chúa nói cho các môn đệ Ngài biết. Rồi Chúa nói thành Jerusalem sẽ không còn hòn đá nào trên hòn đá nào. Thì năm 70, tức là sau khi Chúa về trời 37 năm sau, thì quân Roma đã bình địa Jerusalem và đốt thành Jerusalem. Còn những người sống sót thì bị bắt đi lưu đày, bán làm nô lệ hoặc là bị tù đày. Cho nên những điều Chúa thấy và Chúa đã nói trước cho tất cả mọi người biết. Vì vậy, chúng ta xác nhận Chúa Giê-xu là Thiên Chúa, là ngôi hai Thiên Chúa đến trần gian đúng như Ngài nói trước tòa án Sanhedrin, tòa án tối cao của Do Thái giáo. Rồi những phép lạ của Chúa Giê-xu làm chứng tỏ Ngài là Thiên Chúa.
rồi đời sống thánh thiện của Ngài, rồi những lời dạy về sự hoàn thiện, thánh thiện của Chúa Giêsu với cái nhìn của một Thiên Chúa. Rồi Ngài thực hiện tất cả lời tiên tri trong Cựu Ước, và chính Ngài cũng nói những cái lời tiên tri cho tương lai, thì điều đó chứng tỏ Ngài phải là Thiên Chúa, Ngài mới có thể làm được những điều đó. Cho nên những lời tiên tri chứng tỏ rằng, giống như là những phép lạ Chúa Giêsu đã làm, chứng tỏ Ngài là Thiên Chúa. Và Chúa Giêsu có phải thực sự là một con người không? Hay là Chúa Giêsu chỉ là Thiên Chúa thôi? Thì chúng ta biết là Chúa Giêsu nhập thể làm người giống như tất cả chúng ta, cũng có linh hồn, có thân xác đau đớn như chúng ta vậy, chứ không có gì khác hết, chỉ trừ tội lỗi thôi. Và Ngài đã đến trên trần gian này cũng là một nghề để sống, là nghề thợ mộc. Rồi Ngài cũng đi với tất cả môn đệ ăn uống sống ngủ nghỉ với các môn đệ, đến độ mà những người khác nhìn vào họ không nhận ra một Thiên Chúa đang ở giữa họ. Cho nên Chúa Giêsu là Thiên Chúa đích thực và là một người đích thực. Rồi người ta đặt vấn đề như vậy, ngôi vị của Chúa Giêsu có phải là ngôi vị con người không? Là thưa không, ngôi vị của Ngài vẫn là ngôi vị của một Thiên Chúa từ đời đời rồi. Còn ngôi vị của chúng ta là ngôi vị của một con người. Ngôi vị tức là có hiểu biết, có tự do lựa chọn, có trách nhiệm, có tình yêu, nó phân biệt với người khác. Như vậy, xác nhận Chúa Giêsu là có hai bản tính Thiên Chúa và bản tính con người. Nhưng mà ngôi vị Chúa Giêsu là ngôi vị Thiên Chúa. Cho nên trong ngôi vị của Chúa Giêsu là ngôi hai Thiên Chúa, thì có hai bản tính. Chúa Cha thì chỉ có một bản tính là bản tính Thiên Chúa thôi, Chúa Thánh Thần cũng một bản tính Thiên Chúa thôi. Còn Chúa Giêsu thêm một cái bản tính nữa là bản tính con người, là nhân tính và thiên tính, trong một ngôi vị Thiên Chúa là ngôi hai Thiên Chúa. À, nên chúng ta hiểu được hai cái phần này. Chúa Giêsu vừa là Thiên Chúa, vừa là một con người. Ngài là Thiên Chúa từ đời đời, nhưng Ngài trở nên con người ở giữa trần gian. Ngài làm người ở giữa trần gian là mới 2020 năm nay thôi. Còn trước kia Ngài là Thiên Chúa từ đời đời rồi. Cho nên trước khi có vũ trụ này đã có Chúa Giêsu rồi, từ đời đời rồi. Chúng ta đọc trong Phúc Âm Thánh Gioan chương 1 đó, thì Thánh Gioan ngay từ đầu nói về Chúa Giêsu, ngôi lời Thiên Chúa. Ngài gọi là ngôi lời Thiên Chúa. Trong Tin Mừng theo Thánh Gioan chương 1, ở trong sách nhỏ đó, sách Tân Ước đó, là trang 289, còn sách lớn là lấy 1811, bắt đầu từ lời tựa, trang 811, sách nhỏ trang 289, sách Tân Ước. Lúc khởi đầu đã có ngôi lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và ngôi lời là Thiên Chúa. Thánh Gioan gọi Chúa Giêsu là ngôi lời Thiên Chúa. Lúc khởi đầu người vẫn hướng về Thiên Chúa, nhờ ngôi lời vạn vật được tạo thành, và không có người thì chẳng có gì được tạo thành. Điều đã được tạo thành ở nơi người là sự sống, và sự sống là ánh sáng cho nhân loại. Ánh sáng chiếu soi trong bóng tối, và bóng tối đã không diệt được ánh sáng. Cho nên từ đầu, Chúa Giêsu là Thiên Chúa từ đời đời trước khi có vũ trụ này, và Chúa Cha sáng tạo vũ trụ này bằng lời của Ngài, hãy có ánh sáng thì liền có ánh sáng. Và Chúa Giêsu là ngôi lời của Thiên Chúa, nói lời sáng tạo, Chúa Cha nói lời sáng tạo thì ngay lập tức là có. Cho nên từ đời đời trước khi có vũ trụ này, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần đã cùng cộng tác với nhau để tạo dựng cái thế giới này, và Chúa Cha là đứng tạo dựng bằng lời, bằng ngôi lời Thiên Chúa, và Chúa Thánh Thần ban cái sức sống cho từng người. Câu hỏi người ta đặt ra là tại sao Chúa Giêsu phải trở nên con người như vậy? Thì trong thư thứ nhất của Thánh Phaolô gửi cho Timôthê trả lời là Chúa Giêsu đến trong thế giới này là để cứu
chúng ta là những người tội lỗi. Thế nên Chúa đến để cứu con người khỏi tội lỗi và làm cho con người hiệp nhất trở lại với Chúa và được hưởng hạnh phúc đời đời. Thế nên con Thiên Chúa đến làm người thì những gì Ngài làm nó mang giá trị của một Thiên Chúa. Cho nên cái ngôi vị của Ngài là ngôi vị Thiên Chúa. Cái đây là những cái điểm khó mà chúng ta cần phải suy tư. Đó là những điểm khó và những điểm mấu chốt ở trong giáo lý Công giáo. Vì đây là một mầu nhiệm sáng tạo và cứu chuộc của Thiên Chúa. Chúa sáng tạo con người, Chúa cho có tự do. Nếu không có tự do thì không phải là con người, nó là người máy hay là một con vật thôi. Con vật nó làm theo bản năng của nó. Còn con người là có tự do, có hiểu biết, có lựa chọn, có trách nhiệm. Cho nên con người có thể phạm tội. Đó là cái điểm mà chúng ta biết. Nhưng mà khi con người phạm tội thì Chúa không có bỏ mặc con người ở trong tội lỗi. Mà Chúa kêu gọi chúng ta đến với chúng ta để cứu độ chúng ta. Để đưa chúng ta về với Thiên Chúa Cha. Để hiệp nhất lại với Thiên Chúa là nguồn hạnh phúc, là nguồn sự sống. Để chúng ta được sống đời đời. Cho nên con người không vâng lời Chúa thì Chúa Giêsu đã vâng lời Chúa Cha cho đến chết trên thập giá. Và cái việc hy sinh của Ngài trên thập giá đó đủ để đền tội lỗi của nhân loại. Vì Ngài làm nó mang giá trị của một Thiên Chúa, cho nên đền được cái tội theo lẽ công bằng của một Thiên Chúa cho tội lỗi của con người. Và mỗi người chúng ta được sinh ra đó, tự động được cứu bởi cái chết của Chúa Giêsu không? Là không, bởi vì Chúa vẫn tôn trọng tự do của chúng ta. Chúa cứu chuộc chúng ta rồi, nhưng mà Chúa vẫn tôn trọng tự do của mình. Cho nên ai không muốn, thì Chúa vẫn tôn trọng tự do. Vì cái chết của Chúa Giêsu chỉ cho chúng ta là được cứu, nhưng mà mình phải cộng tác vào cái việc tin vào Chúa Giêsu và đến với Chúa để đón nhận. Mình không tin, mình không đến thì dĩ nhiên là mình không có đón nhận được. Và đó là công việc của Thiên Chúa yêu thương và làm cái công việc sáng tạo rồi thì bây giờ Chúa tái tạo, tức là tái sinh chúng ta làm con cái Chúa một lần nữa nhờ phép rửa tội qua cái cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu. Thì việc cứu độ đã ban cho con người rồi, thì mình phải làm cái gì để được cứu độ? Thì chúng ta được mời gọi đến để liên hệ một cách thiêng liêng với cái chết cứu độ của Chúa Giêsu bằng đức tin và phép rửa tội. Mình muốn làm con cái của Chúa trở lại. Thì trước kia là nhân loại được sinh ra là con cái của Chúa, nhưng mà Adam và Eva đã cắt đứt sự liên hệ đó rồi. Thì bây giờ mọi người đều có tự do để tin vào Chúa Giêsu thì đến để làm con cái của Chúa, thì nhận bí tích rửa tội. Rồi khi đã nhận bí tích rửa tội, chúng ta biết là chúng ta được mời gọi để yêu mến Chúa và yêu thương tất cả mọi người, cũng như tuân giữ những lệnh truyền của Chúa qua 10 giới răn này. Rồi nhận các bí tích, đặc biệt là bí tích thánh thể để kết hiệp nên một với Chúa Giêsu, cầu nguyện và làm việc thiện, và luôn luôn giữ cái sự liên hệ mật thiết với Chúa cho tới khi mình chết. Chứ không phải là mình chỉ có nói trên môi miệng. Trong Matthew chương 7 câu 21, Chúa nói cho chúng ta biết là không phải là chỉ nói lạy Chúa, mà trong khi đó không có giữ những cái giới răn của Chúa, không có thực hành lời của Chúa, thì cái việc mà chúng ta chỉ nói lạy Chúa nó rất là vô ích. Tại vì Chúa muốn cái tâm hồn của chúng ta, tình yêu của chúng ta yêu mến Chúa. Xin mời chúng ta lấy Matthew chương 7 câu 21, trang 44, cuốn sách nhỏ là trang 44. Không phải bất cứ ai thưa với Thầy lạy Chúa là được vào nước trời cả đâu. Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là đấng ngự trên trời mới được vào mà thôi. Nên thực hành ý muốn của Chúa Cha, là Chúa Giêsu cũng vâng lời Chúa Cha cho đến chết trên thập giá, và con người đầu tiên cũng phạm tội là không vâng lời Chúa Cha.
thì Chúa tạo dựng chúng ta cho Chúa, khi vâng lời Chúa, làm đúng theo kế hoạch của Chúa thì mình được bình an và hạnh phúc. Mà khi không làm đúng theo kế hoạch của Chúa đó, thì mình gây ra đau khổ cho mình và cho xã hội, cũng như là mất lòng Thiên Chúa. Chúng ta cứ lấy một ví dụ đơn giản thôi. Một người chồng đi ngoại tình thì dĩ nhiên là phá vỡ hạnh phúc gia đình của mình rồi. Và những người mà làm tội lỗi đó, thì họ vẫn bị lương tâm nó cắn rứt trong đó. Chứ không phải là nó yên đâu, nó bình an đâu. Khi làm cái gì tội lỗi là mình thấy có một cái tiếng nói của lương tâm khi mà làm sai. Vì vậy mà phải tuân giữ các giới răn của Chúa, vì Chúa đã muốn cho chúng ta được hạnh phúc đời đời, chứ không phải chỉ dừng lại ở cuộc sống trần gian thôi. Thì trên xa lộ về nước trời chúng ta phải giữ luật đi đường thôi, không giữ luật đi đường thì lọt xuống hố hay gây tai nạn. Đi đường ở trần gian cũng vậy thôi, bắt buộc tới đèn đỏ là phải dừng, tới bảng xích tốt là phải dừng, nếu không thì chúng ta sẽ gây tai nạn. Vì vậy mà 10 giới răn của Chúa là cái bảng chỉ đường cho chúng ta để đi tới cái hạnh phúc, và đi sâu hơn nữa là sự kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu là đầu của thân thể mầu nhiệm. Chúng ta là chi thể và mọi người là anh chị em, là những chi thể trong thân mình mầu nhiệm của Đức Kitô, hay là những anh chị em trong đại gia đình của Chúa mà Thiên Chúa là Cha, chúng ta là những chi thể của Chúa. Vì vậy khi chúng ta học những cái bài học này để chúng ta hiểu được Chúa Giêsu là Thiên Chúa đích thực đã đến trần gian, và Ngài cũng làm người thực sự giống như chúng ta, thì nó mới mang cái giá trị của một Thiên Chúa ở giữa trần gian là để cứu độ chúng ta. Những gì Ngài làm nó mang giá trị siêu việt. Rồi khi Chúa đến làm người ở giữa chúng ta như vậy đó, thì qua bí tích rửa tội đó, chúng ta được nên một chi thể của Chúa Giêsu. Vì vậy mà những gì chúng ta làm nó mang cái giá trị siêu nhiên. Sau khi nhận bí tích rửa tội là nó mang cái giá trị siêu nhiên chứ không phải là giá trị tự nhiên nữa. Như bữa trước có ví dụ đó, chúng ta dù nấu cơm nấu nước trong nhà đi nữa, nhưng mà mình làm cùng với Chúa Giêsu chứ không phải làm một mình. Và những gì mà chúng ta làm cho nhau là Chúa coi như làm cho Chúa. Nó mang giá trị tự nhiên và giá trị siêu nhiên. Trước đây thì nó mang giá trị tự nhiên thôi. Nó chấm dứt với cái chết của chúng ta. Chúng ta cho người nghèo 1.000 đô thì nó mang giá trị tự nhiên, khách quan là 1.000 đô. Nhưng mà khi chúng ta đã nhận bí tích rửa tội, chúng ta cho người nghèo 1.000 đô thì cũng có giá trị tự nhiên của 1.000 đô. Nó không chấm dứt với cái chết của chúng ta, nhưng mà nó được hình thành cái giá trị siêu nhiên cùng với Chúa Giêsu là chúng ta làm để chính Chúa Giêsu nữa. Và ngày tận thế Chúa cũng phán xét những gì chúng ta làm cho những kẻ bé mọn nhất là làm cho chính Chúa Giêsu, để chúng ta có tình yêu vô điều kiện giống Chúa thì chúng ta mới được ở với Chúa mãi mãi. Đó là cái hạnh phúc cho mỗi người chúng ta ở trong thế giới ngày hôm nay, là có Chúa đồng hành với chúng ta. Chúng ta không sống đơn độc một mình ở trên trần gian, mà chúng ta cùng kết hiệp với Chúa Giêsu và toàn thể hội thánh để cùng tôn thờ Chúa qua thánh lễ, qua những việc từ thiện chúng ta làm, qua những cái việc chúng ta tuân giữ các giới răn của Chúa, và qua những gì mà chúng ta thể hiện ở trong tình yêu đối với Chúa và đối với nhau, thì chúng ta đã bắt đầu cuộc sống vĩnh cửu ở trên thiên quốc ngay từ ở giữa trần gian rồi, chứ không phải chờ cho tới khi mà chúng ta chết thì chúng ta mới lên thiên đàng để ở với Chúa. Nhưng mà bây giờ ở giữa trần gian, chúng ta đã sống với Chúa và làm mọi việc cùng với Chúa Giêsu. Vì vậy mà ở giữa trần gian, khi chúng ta tin vào Chúa thì chúng ta không sợ bất cứ cái gì ở trên trần gian này hết á, tại vì có Chúa quan tâm săn sóc chúng ta. Và khi ở với Chúa Giêsu thì Chúa đồng hành với chúng ta trong mọi cách, và Chúa Cha cũng sai các thiên thần bảo vệ chúng ta rồi. Nơi nào có Chúa Giêsu, nơi đó triều thần thánh trên trời đều thờ lạy Chúa và ở bên Chúa Giêsu cùng với mẹ Maria. Vì vậy mà chúng ta đã bắt đầu cuộc sống trên thiên đàng rồi. Bằng đức tin chúng ta không có thấy Chúa, không thấy các thiên thần, nhưng chúng ta tin chắc chắn như vậy. Cho nên chúng ta không sợ những cái
chung quanh người ta đe dọa xảy ra cái này cái khác, nhưng mà có Chúa ở với chúng ta và chuyện gì nó xảy ra là Chúa đã quan phòng, đã sắp xếp và Ngài đã biết tất cả rồi. Chúng ta chỉ nói với Chúa rồi trao cái gánh nặng mỗi ngày cho Chúa. Chúng ta cứ làm tròn cái bổn phận của mình mỗi ngày, chứ không có lười biếng mà không làm. Chúng ta vẫn làm việc bình thường, vì Thánh Phaolô nói là ai không làm thì đừng có ăn. Mà ngày nào mình cũng ăn hết mà mình không đi làm là đâu có được. Nhưng mà mình không lấy của cải vật chất là cùng đích của mình. Mình ăn cho lắm thì cũng 100 năm mình cũng chết thôi. Mình có trữ 1 tỷ đô la thì tới ngày mà Chúa nói time out rồi, tới giờ phải ra khỏi trần thế rồi, thì mình cũng bỏ 1 tỷ đô la đó lại rồi đi thôi. Có nhìn nó rồi cũng liếng tuyết thôi, không mang đi được. Nhưng mà những gì mình làm ở trong tình yêu với Chúa Giêsu, mình mới mang theo qua bên kia thế giới, để tâm hồn của mình có cái tình yêu vô điều kiện giống Chúa, thì chúng ta có chỗ ở trên thiên đàng. Mà tâm hồn của mình không có tình yêu vô điều kiện giống Chúa, không đến để phục vụ, không đến để làm những điều tốt nhất cho anh chị em mình, mà đến chỉ có xâu xé nhau, đến chỉ nói hành nói xấu nhau, đến chỉ có làm khổ nhau và bắt người khác phục vụ mình, thì lúc đó chúng ta không giống Chúa Giêsu, thì không có chỗ trên thiên đàng. Cho nên tình yêu mà Đức Kitô mang đến từ trời là một cái tình yêu quảng đại, một tình yêu quên mình hoàn toàn, một tình yêu đến để trao ban, để làm những gì tốt nhất cho nhau, là hạnh phúc của chính mình. Thì lúc đó chúng ta giống Chúa Giêsu, thì chúng ta có chỗ trên thiên đàng. Vì vậy sau ngày nhận bí tích rửa tội rồi, là chúng ta cùng làm mọi việc với Chúa Giêsu. Và chúng ta nhớ khi làm mọi việc với Chúa Giêsu, thì chúng ta chửi nhau cũng là chửi Chúa Giêsu đó nha. Chúng ta nói xấu nhau cũng là nói xấu Chúa Giêsu nữa. Tại vì chi thể của Ngài mà. Và chúng ta biết là trong công đồ công vụ đó, ở chương 9, khi mà Sao Lê đi bắt bớ những người tin Chúa Giêsu ở Damas, Damas là thủ đô của nước Syria hiện giờ đó, thì Chúa Giêsu hiện ra với Sao Lê, sau đó là đổi tên là Phaolô, là Sao Lê, sao ngươi bắt bớ ta? Chúa Giêsu về trời rồi sao bắt bớ được? Nhưng mà bắt bớ những người tin vào Chúa Giêsu, nhưng mà Chúa đồng hóa nên một với tất cả ai tin vào Ngài. Cho nên Chúa mới nói là sao Lê, sao ngươi bắt bớ ta? Cho nên mọi việc chúng ta làm, cái gì tốt cho nhau là làm cho chính Chúa, mà cái gì chúng ta làm xấu cho nhau cũng là làm cho chính Chúa. Cho nên chúng ta tức giận ai là coi chừng là chúng ta tức giận chính Chúa Giêsu đó. Hay là chửi bới nhau hay làm khổ nhau là làm khổ chính Chúa Giêsu. Cho nên chúng ta ý thức mọi việc mình làm nó phải có cái giá trị kết hiệp với Chúa Giêsu. Và khi ý thức mọi việc chúng ta làm cho Chúa Giêsu, chúng ta sẽ làm một cách tử tế hơn. Ví dụ như một người làm cho khách hàng chẳng hạn, dù người khách đó khó tính, nhưng mà mình nhớ là mình làm cho Chúa Giêsu, làm với tình yêu, thì mình sẽ thay đổi được chính mình trước tiên, là mình bình an, mặc dù người ta khó tính. Rồi người ta sẽ cảm nhận được cái tình yêu của mình, nó siêu nhiên, nó vượt lên trên những cái tự nhiên. Đến với người khác thì người ta sẽ không có chịu được, nhưng mà mình chịu được là bởi vì mình có tình yêu của Đức Kitô, và mình làm mọi việc cho Đức Kitô qua anh chị em của mình, thì chính mình luôn luôn là vui, là bình an, là hạnh phúc. Cho nên khi mình gặp một người khách khó tính, mình vẫn vui mà vẫn cầu nguyện cho họ. Và khi mình có Chúa Giêsu trong lòng của mình đó, thì những cái quỷ mà bực tức kia nó sẽ chạy chỗ khác. Mình nói với Chúa Giêsu, mình dâng hy sinh này cho Chúa, xin Chúa biến đổi con và biến đổi cái người khách con đang làm, thì ma quỷ đi chỗ khác, Chúa đến và Thánh Thần tình yêu của Chúa đến thì sẽ làm cho hai bên rất là vui vẻ với nhau. Mình cầu nguyện cho họ, mình cầu nguyện cho khách hàng của mình cầu nguyện cho những người sống xung quanh mình. Ngay lập tức mình nói với Chúa, mình biết Chúa đang ở trong lòng của mình, và mình nói với Chúa, chính mình giữ được sự bình tĩnh liền. Cái thần dữ nó không có tác động nơi mình được. Mình vẫn làm chủ được, mình vẫn cười được, mình vẫn vui được và mình bình an. Thì mình mới đem cái bình an của Chúa Kitô lan tỏa cho người khách hàng của mình, cho người sống trong nhà của mình, thì chính mình được bình an và hạnh phúc. Là thiên đàng bắt đầu từ trần thế này khi chúng ta sống với Chúa Giêsu và phải thể hiện cái tình yêu này ngay trong đời sống hàng ngày của mình. Để Chúa Giêsu là Thiên Chúa từ đời đời, Ngài đã làm người ở giữa chúng ta và Ngài cho chúng ta cơ hội được kết hiệp nên một với Ngài qua bí tích rửa tội rồi, và nhất là bí tích Thánh Thể, để đời sống của chúng ta nó thực sự là một niềm vui với Chúa Giêsu và mang cái
tin vui này cho anh chị em của mình bằng cái hành động cụ thể, bằng cái bộ mặt vui tươi và bình an của mình, chứ không có mang cái bộ mặt đưa đám về nhà hay là ra cửa tiệm mình làm việc với người khác. Mình không có mang cái bộ mặt đó, nhưng mà luôn luôn đi với Chúa Giêsu. Bảo đảm là anh chị em phải thành công và mang cái niềm vui, thì dĩ nhiên là người ta sẽ thích đến với mình. Và người ta buồn thì mình cầu nguyện cho họ, họ gặp cái điều không vui thì mình chia sẻ với họ, mình cầu nguyện cho họ, mình quan tâm tới họ, thì họ sẽ cảm nhận được chúng ta đang xây dựng một thế giới, một vương quốc của công bằng và yêu thương. Thì tình yêu sẽ lan tỏa, ánh sáng của Đức Kitô sẽ lan tỏa qua đời sống mỗi ngày của chúng ta, chứ không phải là những cái việc bình thường đâu. Mỗi Kitô hữu là một ngọn đèn sáng cho mọi người thấy được cái tình yêu của Đức Kitô qua đời sống của mình. Thì ngày mai chúng ta sẽ học tiếp là Chúa thành lập hội thánh để hội thánh đó tiếp tục cho tới ngày tận thế về công việc thánh hóa cứu rỗi nhân loại, và mỗi người chúng ta có phần ở trong đó. Bây giờ chúng ta đọc kinh Sáng Danh và chúng ta kết thúc bài học hôm nay. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Quý thính giả có những thắc mắc về giáo luật, đời sống gia đình hoặc đóng góp ý kiến về các chương trình phát thanh, quý vị có thể thu âm hoặc viết ra văn bản và gửi về đài phát thanh Lòng Chúa Thương Xót qua email radio.lòngchúathươngxót@gmail.com. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Chỉ có mình Chúa là chân con tựa nương, là thanh lý cùng bên Cha che con yên hà. Dù con buồn phong, dù bão giông giăng đầy, con vẫn không lo gì khi đời quyền quý.